chậm nói ở trẻ đang là một trong những vấn đề được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm, bởi số lượng trẻ mắc chứng chậm nói đang ngày càng tăng nhanh. Khi thấy con có những dấu hiệu của trẻ chậm nói, chắc chắn cha mẹ nào cũng cảm thấy lo lắng và không biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu để giúp con. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng quá bởi nếu biết cách dạy trẻ chậm nói hiệu quả, thì bé vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Dạy trẻ chậm nói tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu không có cách dạy, cũng như phương pháp đúng thì sẽ không đem lại hiệu quả cao. Có nhiều phương pháp dạy trẻ chậm nói, mỗi cách sẽ mang lại một hiệu quả riêng, nhưng nhìn chung, tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại của cha mẹ. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả được các chuyên gia nhi khoa khuyên dùng, cha mẹ có thể áp dụng để giúp cho bé nhanh biết nói nhé. 1. Nói chuyện với trẻ nhiều hơn. Để cải thiện khả năng nói của của trẻ, cách tốt nhất là bạn hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện với trẻ, ngay cả khi trẻ không nói được. Với trẻ sơ sinh mới bắt đầu tập nói hay còn gọi là hóng chuyện, bạn có thể sử dụng những âm thanh đơn giản như ba, ma, dần dần trẻ sẽ bắt chước và nói lại theo bạn. Hãy luôn khen ngợi con khi con đáp lại, còn nếu trẻ không nói được, hãy kiên nhẫn lặp lại từ đó nhiều lần và khuyến khích con tiếp tục phát âm nữa nhé. 2. Khuyến khích trẻ tự giải quyết vấn đề. Mặc dù trẻ chậm nói không thể giao tiếp bằng lời nói, nhưng trẻ có thể giao tiếp bằng thái độ, cử chỉ và điệu bộ cơ thể. Nếu trẻ muốn một điều gì đó, bạn hãy để trẻ tự làm. Ví dụ, nếu trẻ muốn lấy một đồ vật nào đó, hãy để con tự tìm cách chứ không thực hiện thay con. Đây là cách dạy con tưởng chừng đơn giản nhưng lại được nhiều chuyên gia đánh giá cao. 3. Tạo môi trường thuận lợi cho trẻ. TV, điện thoại không thể giúp trẻ nói chuyện, mà chỉ có những người bạn cùng trang lứa mới có thể giúp trẻ làm được điều đó. Vì vậy, bạn nên tạo điều kiện để trẻ có thể chơi với các bạn cùng tuổi nhiều hơn, như cho trẻ đi lớp, chơi chung với những đứa trẻ trong xóm, hoặc tổ chức đi dã ngoại với những người bạn có con gần bằng tuổi với trẻ. Khi được tiếp xúc với bạn bè, trẻ sẽ trở nên dạn dĩ, nhanh nhẹn, không sợ sệt và có nhiều cơ hội để phát triển ngôn ngữ. 4. Đọc sách, đọc truyện cho trẻ nghe. Sách luôn là liều thuốc thần kỳ đối với trẻ chậm nói. Khi ôm con trong lòng, cầm trên tay cuốn truyện tranh, đọc cho con nghe những vần thơ ngộ nghĩnh, bạn sẽ giúp con làm quen được với những từ mới, những vần điệu mới, để con có thể hiểu rõ hơn về cách mà mọi người nói. Khi đọc sách cho con, bạn nên chọn những quyển có hình ảnh và màu sắc tươi sáng để trẻ cảm thấy thích thú hơn nhé. Trong quá trình dạy con, bạn không nên ép trẻ khi trẻ không thích nhưng cũng đừng quên khen ngợi, vỗ tay mỗi khi trẻ phát âm được một từ nào đó. Bên cạnh đó, nếu nguyên nhân chậm nói của trẻ là do các vấn đề tâm lý, bạn nên đưa trẻ đi khám để chẩn đoán và điều trị sớm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo xem các video mới nhất. Nếu bạn có câu hỏi khác hãy bình luận và gọi đến hotline 0987 126 085.